Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn kiểu lắp ráp rắc pinion, lắp ráp chuyển động thanh răng bánh răng và ứng dụng kiểu lắp ráp này để mô phỏng chuyển động hệ thống băng tải của các bạn ha. Trường hợp đầu tiên, nếu như các bạn có một cái cơ cấu thanh răng bánh răng như thế này ha, và mình muốn di chuyển kết hợp hoặc tác động giữa thanh răng và bánh răng thì các bạn sẽ có một cái kiểu lắp ráp rắc pinion ha, ở trong mechanical may. Ở đây, về phần rắc, các bạn sẽ chọn một cái đoạn thẳng bất kỳ ở trên một cái thanh răng của các bạn ha. Đoạn này rất là nhiều đoạn cho các bạn có thể là chọn ha. Ở đây mình sẽ chọn đoạn thẳng line ở đây. Và pinion gear, đường kính vòng chiêu của bạn hay là mặt trụ ha, hoặc là một cái cạnh cung, tất cả đều được nha các bạn. Ở đây mình sẽ chọn là cái đường kính vòng chia đi ha. Khi các bạn chọn đường kính vòng chia hoặc là một cái cạnh cung bất kỳ thì nó sẽ hiển thị lên cái đường kính của các bạn ha. Thì khi các bạn ok thì mình di chuyển một vòng cái bánh răng này thì nó sẽ đi được là 88 nhân cho 3.14 ha các bạn ha, chu vi đường tròn đó ha. Còn nếu như các bạn muốn di chuyển khác biệt ha, theo một cái đoạn bất kỳ trên một vòng ha, một cái độ dài bất kỳ trên một vòng thì các bạn sẽ chọn cái option thứ hai, rough travel này. Thay vì 88 nhân 3.14 là 276.46 ha, thì các bạn có thể là thay đổi, ví dụ như là lên tới 300 mm một vòng chẳng hạn. Thì các bạn có thể thay đổi ở option này, reverse là đổi chiều các bạn ha. Mình chọn option đầu tiên. Ở đây ví dụ như là mình chọn reverse ha. Đổi chiều. Ok này. Thì các bạn có thể là di chuyển thử ha. Đây, mình di chuyển thử này. Đây ha. Các bạn có thể thấy sự tác động này. Đây này. Đây ha. Rồi, còn nếu như mà các bạn tinh chỉnh lại cái option, thì option thứ hai ha, mình bỏ reverse đi. Nếu như mình bỏ reverse trong trường hợp này thì như thế nào ha? Thì hai bánh răng nó có xu hướng là va đập với nhau ha. Đây, các bạn thấy này. Thì đây là reverse ha. Đó, đổi chiều, cùng chiều đổi chiều. Thì các bạn có thể là chỉnh lại reverse ha. Còn nếu như các bạn chỉnh vào rack travel ha, và mình thay đổi tỷ lệ, ví dụ 500 mm trên một vòng, thì nó sẽ di chuyển cực kỳ nhanh các bạn ha. Các bạn có thể là di chuyển thử này. Đây ha. Đây, các bạn có thể thấy nó đi rất là nhanh. Đi một vòng đi được 500 mm lần ha, rất là nhanh ha. Thì trường hợp thứ nhất này, các bạn sẽ để cái option đầu tiên pinion ha, và cái đường kính của nó ban đầu là 88 ha, thì đây là trường hợp đầu tiên. Các bạn có thể là tinh chỉnh. Với cái option thứ hai ở đây, các bạn có thể là ứng dụng để mô phỏng băng tải của các bạn ha. Các bạn có thể là thoát về lệnh may để mình kiểm tra cái mô hình của mình ha. Thì đây là cái cụm lắp ráp con, các bạn thấy này, những cái cụm lắp ráp thanh lăng của các bạn ha. Thì khi đưa vào thì nó sẽ có cái biểu tượng như thế này. Đây là một cái cụm lắp ráp. Cụm lắp ráp này gồm 3 chi tiết các bạn có thể thấy ha. Thì để cho một chi tiết ở trong này có thể là di chuyển được, ví dụ như là thanh lăng ở đây này, nó có thể là quay được, thì các bạn sẽ click chuột phải vào cái cụm lắp ráp đó ha. Và mình sẽ để về cái chế độ là flexible, để mình có thể là quay tự do cái thanh lăng này ha. Còn nếu như các bạn không chỉnh về flexible thì tất cả cụm lắp ráp này nó sẽ đều khóa cứng các bạn ha. Các bạn lưu ý, ở đây mình sẽ chỉnh về flexible ha. Đây, biểu tượng của flexible này. Thì các bạn có thể là di chuyển được cái thanh lăng của mình rồi. Rồi, khi các bạn di chuyển được rồi thì mình có thể hoàn toàn là vào lệnh may ha. Và mình sẽ chọn là rack pinion ha, mechanical may rack pinion. Rack của mình chính là cái tấm ván gỗ ở trên này ha, cạnh ở đây. Và cái pinion gear mình sẽ chọn là cái đường kính của thanh lăng này. Ở đây ha, mình sẽ chọn là rack travel revolution. Ví dụ như là một vòng thì nó sẽ đi được, ví dụ là 1 mét ha, 1000 mm ha, ví dụ như vậy. Mình chỉnh ok này. Các bạn có thể là xoay thử ha, kiểm tra ha. Đây, một vòng ha, hai vòng, ba vòng, bốn vòng ha, các bạn có thể là di chuyển thử ha. Đây đó, thì khi mà các bạn ứng dụng được rắc vào đây rồi thì mình hoàn toàn có thể là animation tiếp tục ha. Các bạn click ok nè, mình sẽ click chọn motion tiếp đi ha, để chế độ animation bình thường thôi. Ở đây các bạn sẽ tinh chỉnh là về cái motor ha, motor rotate ha, rotate của mình sẽ chọn rotate chính là cái thanh lăng này của mình, là cái đường kính thanh lăng này. Đây, đổi chiều lại ha, như thế này. Đây, và tốc độ của mình ví dụ như là 50-15 rpm, ví dụ như vậy ha. Ok này. Mình có thể là chỉnh rộng ra để các bạn có thể thấy ha. Rồi, và bây giờ mình sẽ calculate thử ha. Đây, các bạn có thể thấy nó di chuyển này. Đây ha. Đó. Đây, và các bạn hoàn toàn có thể là chỉnh thêm một cái motor quay nữa ha. Ví dụ motor tới đây là nó off đi, ví dụ như vậy. Mình đặt thêm một cái motor nữa. Và ngược chiều lại ha, như thế này, ngược chiều lại và tốc độ cũng tương tự ha. Ok. Và cái motor này thì mình sẽ bắt đầu ha, kéo này, các bạn kéo đặt ở đây.
Đây, và các bạn có thể là calculate lại ha, để cho nó tính toán ha. Đây, di chuyển tới nè, dựa vào rắc binh của các bạn ha. Sau đó quay ngược chiều thì sẽ di chuyển lùi lại ha, mô phỏng hệ thống vận tải của các bạn ha. Một cái ứng dụng nhỏ của rắc binh. Chúc các bạn thành công.